Ở trước hết thì em xin giới thiệu về nhóm của mình một chút ạ. Ở nhóm năm của chúng em gồm 4 thành viên. Thứ nhất là bạn Sắc ạ. Thứ hai là bạn My. Thứ ba là bạn Đức. Và cuối cùng là em Mai Hương, và cũng là nhóm trưởng của nhóm ạ. Sau đây thì không nói nhiều, xin trình bày về chủ đề của nhóm chúng em, đấy là Unity Pro Life. Sau đây là phần trình bày của nhóm chúng em ạ. Thì tác phẩm của em thì gồm có 8 bài từ cơ thể dùng phổ biến nhất tiếng Anh, đó là why, quit, when, way, who, that, who và whom ạ. Thì sau đây em xin trình bày về đại từ cơ thể đầu tiên là đại từ why ạ. Thì đại từ why được dùng sau the reason, sau why là chủ ngữ và động từ ạ. Và sau đây là ví dụ của chúng em ạ. I don't know the reason why didn't go to school. Mọi người có thể thấy rõ cách sử dụng của từ why ạ. Và sau đây là từ quit ạ. Từ này thì có khá nhiều cách sử dụng, nhưng mà phần trình bày của chúng em chỉ dùng hai công thức phổ biến tại vì là thời gian có hạn. Thì từ quit được dùng sau động từ chỉ vật, sau quit là động từ và tân ngữ ạ. Công thức thứ hai là từ quit được dùng sau danh từ chỉ vật ạ, và sau quit là chủ ngữ và động từ ạ. Và mọi người có thể thấy hai ví dụ của chúng em ạ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của từ quit ạ. Mọi người có thể có một số lưu ý nho nhỏ về từ quit là nếu mà sau động từ chỉ vật, danh từ chỉ vật và giới từ thì mọi người dùng quit ạ. Tiếp theo là đại từ when ạ. Thì công thức của từ when là sau danh từ chỉ thời gian, when và chủ ngữ và động từ. Thì sau, ở trên đây là một số ví dụ về từ when thì em đã trình bày rất rõ ràng ở đây ạ, mọi người có thể tham khảo ạ. Tiếp theo là đại từ que. Thì công thức của từ que là que được dùng sau danh từ chỉ địa điểm, sau que là chủ ngữ và động từ. Thì đây là ví dụ ạ, mọi người có thể tham khảo để hiểu hơn về từ que ạ. Từ who giờ cũng tương tự, thì công thức của nó rất ngắn gọn và cách sử dụng của nó cũng rất là dễ hiểu ạ. Thì từ who giờ được sử dụng sau danh từ, sau who giờ là chủ ngữ và động từ. Và đây là một số ví dụ về từ who giờ. Thì Mary found a dog whose leg was broken. Đây là một ví dụ rất tiêu biểu về cách sử dụng của từ who giờ. Tiếp theo là từ that. Từ này cũng có rất nhiều cái công thức được sử dụng trong tiếng Anh, nhưng mà vì thời gian có hạn nên là chúng em chỉ trình bày hai công thức phổ biến thôi ạ. Đó là nhờ người vật, sau that là chủ ngữ và động từ. Và công thức thứ hai là that được sử dụng sau động từ chỉ người, và sau that là động từ, là động từ. Và đây là một ví dụ tiêu biểu về từ that ạ. Mọi người có thể tham khảo để hiểu thêm về động về từ này. Và có một số lưu ý nho nhỏ về từ that, đó là từ that có thể dùng thay thế cho who và which trong một số trường hợp ạ. Tiếp theo là từ who. Từ who thì cách sử dụng của nó cũng rất đơn giản, không phức tạp như từ that. Đó là từ who là sử dụng sau danh từ, và sau who là động từ và tân ngữ ạ. Đây là một ví dụ về từ who ạ. Từ này thì sử dụng khá đơn giản và cũng rất là dễ sử dụng trong tiếng Anh ạ. Cuối cùng là từ who. Từ who này thì cách sử dụng của nó cũng tương tự như từ which, nhưng mà nó được sử dụng sau, nó đứng sau danh từ chỉ người ạ. Sau who là chủ ngữ và động từ. Có một lưu ý về từ who, đó là từ who có thể thay, từ who được sử dụng sau danh từ chỉ người cộng với giới từ, tức là cứ sau danh từ chỉ người và giới từ thì chúng ta dùng từ who, còn sau danh từ chỉ vật và giới từ thì chúng ta dùng từ which ạ. Và đây là ví dụ về từ who. Và đây cũng là ví dụ kết thúc phần trình bày của chúng em ạ. Trước khi kết thúc phần trình bày của nhóm chúng em thì mọi người có thể thấy ở trên tác phẩm chúng em có hoa đạo và hoa mai ạ. Và đây là hai biểu tượng, hai loài hoa biểu tượng của loài Tết ạ. Thì đó cũng là một phần trong lời chúc của chúng em ạ. Cũng còn chục ngày nữa lại đến Tết và chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ. Và sau Tết thì mọi người hãy nỗ lực hết mình để chiến đấu trong kỳ thi cuối cùng của đại học sinh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và sau đây em xin kết thúc phần trình bày của em ạ.